chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Quà Tặng Tri Thức, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, chương trình Quà Tặng Tri Thức do Trung tâm Điện máy Idea tài trợ, đại diện cho những người làm chương trình Hồng Phượng và Đại Nghĩa rất vui vì lại được gặp tất cả quý vị khán giả của chương trình Quà Tặng Tri Thức vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ. Và hôm nay Đại Nghĩa và Hồng Phượng xin chúc cho tất cả quý vị và gia đình có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Hồng Phượng thân mến, ngày hôm nay trước khi đến với chương trình của chúng ta, trong những giây phút đầu tiên này, anh Nghĩa muốn gửi đến cho quý vị khán giả những thông tin về một loại hình nghệ thuật đặc sắc của vùng đất Nam Bộ đó. Anh Nghĩa muốn nói đến cải lương. Chính xác, đó chính là nghệ thuật cải lương. Thưa quý vị, cải lương là loại hình sân khấu kịch hát ra đời vào khoảng đầu thế kỷ 20. Nguồn gốc của cải lương vốn ban đầu chỉ là những bài hát lý và hình thức là ca nhạc tài tử. Và sau khi ca nhạc tài tử diễn ra thì người ta mới tiến tới một loại hình mới, đó là diễn xướng, có nghĩa là vừa hát mà vừa dùng động tác để mà diễn tả. Rồi đó người ta còn gọi là ca ra bộ nữa đó Hồng Phượng. Ca ra bộ cũng chính là cái cầu nối giữa ca tài tử và sân khấu cải lương sau này. Thưa quý vị, khi mới ra đời thì do đặc điểm của cải lương phù hợp với người Nam Bộ như có giọng ca ngọt ngào, mùi mẫn, cho nên là cải lương đã nhanh chóng phát triển và lan rộng. Trong giai đoạn đầu thì cải lương đã cho ra đời rất nhiều những vở tuồng cổ nổi tiếng như là Lục Vân Tiên, là Phụng Nghi Đình, Hạng Võ Biện Ngu Cơ, Một Qua Anh, vân vân, với sự trình diễn của lớp nghệ sĩ tài danh đầu tiên như là nghệ sĩ Nam Phỉ, nghệ sĩ Nam Châu, nghệ sĩ Ba Vân, nghệ sĩ Phùng Há và nghệ sĩ Ba Du. Và sau đó lại có sự xuất hiện của hàng loạt những vở diễn mới như Nửa Đời Hương Phấn với sự trình diễn của nghệ sĩ Hữu Phước, nghệ sĩ Út Bạch Lan, hoặc là vở Khi Hoa Anh Đào Nở với sự góp mặt của các nghệ sĩ Út Điền, nghệ sĩ Việt Hùng, nghệ sĩ Bạch Tuyết. Ngoài ra còn có các vở nổi tiếng như là Tô Ánh Nguyệt, Lưu Bình Dương Lễ hoặc là Bên Cầu Dệt Lụa. Tất cả những vở diễn này đã làm say đắm những người yêu thích loại hình bộ môn nghệ thuật cải lương sau thập niên 50. Và thưa quý vị, có thể nói trong tiến trình phát triển của mình thì cải lương được coi là một thể nghiệm mới về âm nhạc và bộ môn sân khấu đó. Chà, nghe Hồng Phượng liệt kê ra những vở diễn, cảm thấy rất là Hồng Phượng rất là rành nha. Vậy thì không biết rằng những cái vở diễn mà em liệt kê ra đó em có được xem qua chưa? Hầu hết là Hồng Phượng đã xem qua hết rồi. Chà, hay vậy ta. Nói cho Hồng Phượng biết luôn nha, anh Đại Nghĩa cũng vốn là một khán giả rất trung thành của sân khấu cải lương. Những vở diễn mà Hồng Phượng liệt kê qua, thưa quý vị, thì Đại Nghĩa cũng rất may mắn khi được xem hoặc là được nghe qua các băng đĩa tư liệu do các nghệ sĩ tài danh trước đây trình diễn, và ngay cả lớp nghệ sĩ trẻ sau này thì Đại Nghĩa cũng được xem qua nữa đó. Nếu mà anh Nghĩa là một người yêu thích và rành rẽ về cải lương như thế, vậy thì anh Nghĩa có biết rằng dàn nhạc cải lương gồm những nhạc cụ nào hay không? Thưa quý vị, cũng như các loại hình nghệ thuật kịch hát khác của dân tộc ta thì cải lương bao gồm là múa, hát và âm nhạc. Thế nhưng dàn nhạc của cải lương thì không sử dụng bộ gõ như là tuồng hay chèo, mà sử dụng guitar phím lõm và đàn nguyệt, đó chính là hai nhạc cụ chủ yếu trong dàn nhạc của cải lương. Trước đây thì có giải Thanh Tâm, còn bây giờ thì có giải Trần Hữu Trang nhằm phát hiện những tài năng mới và phát triển cho sân khấu cải lương. Và gần đây nhất đó là cuộc thi Chuông Vàng Mộng Cổ của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang diễn ra, và cuộc thi nhằm phát hiện những tài năng triển vọng để mang đến những danh ca cho sân khấu cải lương đó anh Nghĩa. Hay quá. Vừa rồi là những thông tin về sân khấu cải lương mà chúng tôi đã đưa đến cho quý vị đầu chương trình. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta phải quay trở lại với chương trình hôm nay của chúng ta thôi. Thưa quý vị, chương trình Quà Tặng Tri Thức của chúng ta gồm có tất cả 3 vòng thi dành cho 50 người tham gia chơi tại phim trường. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn kết nối trực tiếp với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà qua số điện thoại của tổng đài 1900 1747 hoặc số điện thoại 0891066688. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn như sau: QTTT là viết tắt của Quà Tặng Tri Thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cộng với mã vùng, và những cô điện thoại viên của chúng tôi đang ngồi ở đây sẽ ghi lại tất cả những số điện thoại của quý vị, gấp lại cẩn thận và bỏ vào trong vòng cầu này. Và mỗi một khi chương trình chúng ta lên sóng, Đại Nghĩa và Hồng Phượng sẽ thay phiên nhau rút ra 3 lá phiếu bất kỳ. Trên 3 lá phiếu đó chính là 3 số điện thoại của 3 quý vị khán giả nào may mắn trở thành người chơi tại nhà trong chương trình Quà Tặng Tri Thức. Còn bây giờ thì thời gian đến rồi, thưa quý vị, chúng ta cùng đến với phim trường gặp gỡ với anh Quách Thọ Ninh cùng với 50 người chơi. Xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vòng 1 của chương trình. Xin mời quý vị hãy chứng kiến phần tham gia trò chơi của 50 bạn có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin chào mừng tất cả các bạn, chúc các bạn thành công ở vòng 1 của trò chơi. Và bây giờ trước khi bước vào trò chơi thì tôi xin nhắc các bạn về cách thức chúng ta tham gia trò chơi. Đến với Quà Tặng Tri Thức thì các bạn có 3 vòng, mỗi vòng các bạn sẽ trả lời một câu hỏi. Nếu như bạn nào trả lời đầy đủ cả 3 câu hỏi của 3 vòng thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng là 15 triệu đồng. Và điều quan trọng chúng ta cần nhớ đó là chúng ta có 10 giây để suy nghĩ và 3 giây để lựa chọn đáp án.
Trong 3 giây đó, nếu các bạn không bấm kịp phím chọn đáp án thì coi như các bạn phải chia tay với cuộc chơi. Các bạn nhớ nha. Và bây giờ tôi sẽ đi vào nội dung của câu hỏi dùng 1. Martin Lang là nhà thám hiểm hàng hải sinh ra tại đâu? A. Nước Anh. B. Bồ Đào Nha. C. Đức. Và D là Mỹ. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. Ba giây đã trôi qua rồi và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A không có bạn nào. Đáp án B có 36 bạn. Đáp án C có 11 bạn. Và đáp án cuối cùng, đáp án D có 3 bạn. Bây giờ là đáp án chính xác của câu hỏi này, đó chính là đáp án B. Martin Lang là người Tây Ban Nha nhưng được sinh ra tại Bồ Đào Nha. Xin chúc mừng 36 bạn đã chọn đáp án B. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong và tôi xin nói lời chia tay với những người bạn đã không chọn đáp án B. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy dành thời gian cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà sẽ cùng tham gia trò chơi với chúng ta. Chúng tôi xin mời. Sáu người bạn đã đáp đúng câu hỏi đầu tiên của chương trình. Anh Nghĩa ơi, còn đối với lại tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trực tiếp qua màn ảnh nhỏ thì có lẽ là chúng ta không nên để cho họ đợi lâu thêm nữa, phải không anh Nghĩa? Đúng rồi, chúng ta hãy tìm xem ai là người may mắn đầu tiên trong chương trình hôm nay. Mời Hồng Phượng. Hồng Phượng sẽ quay ngay vòng cầu đảo đều tất cả những lá thăm để chọn ra phiếu thăm may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Và đây là phiếu thăm may mắn đầu tiên. Xin mời anh Nghĩa, anh hãy đọc to số điện thoại này lên cho mọi người cùng biết nha. Thưa quý vị, số điện thoại mà anh Nghĩa cầm trên tay là số 0888347732. Đó chính là số điện thoại của vị khán giả đầu tiên trong chương trình hôm nay. Xin mời phòng máy giúp chúng tôi liên lạc với vị khán giả này nha. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với 8 bảng logo đang có mặt ở đây. Đây là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea thưa quý vị. Logo đầu tiên, trung tâm điện máy Idea. Đúng hàng, đúng giá, đủ hàng, đủ hiệu. Logo thứ hai, Samsung không có gì là khó tưởng tượng. Sony riêng một bản sắc. Toshiba tiên phong trong công nghệ. Hitachi cảm hứng tương lai. Sanyo luôn vì môi trường. LG cuộc sống tốt đẹp. Olympus tầm nhìn của bạn tương lai của chúng tôi. Vâng, đó chính là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Và chắc hẳn rằng chúng ta cũng không còn xa lạ gì với việc đằng sau mỗi logo chính là một phần quà thật là hấp dẫn đang dành tặng cho quý vị khán giả. Chúng ta hãy cùng chờ xem người khán giả đầu tiên của chúng ta có đáp đúng câu hỏi này hay không và có chọn được một phần quà thật hấp dẫn cho mình hay không nha. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả đầu tiên. Alo, xin chào vị khán giả đầu tiên của chương trình. Alo, xin chào Hồng Phượng, đẹp gái nha. Đại Nghĩa đẹp trai ạ. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Rất vui khi vị khán giả đầu tiên đã dành cho Đại Nghĩa và Hồng Phượng những lời khen thật là tốt đẹp. Anh ơi, anh hãy tự giới thiệu về bản thân của mình đi ạ. Mình tên Hưng, ở Hóc Môn. Chào anh Hưng. Anh tên gì ạ? Anh Hưng. Hồng Phượng và Đại Nghĩa xin chào anh Hưng. Anh Hưng ơi, cho Hồng Phượng và Đại Nghĩa hỏi rằng là anh có thường xuyên theo dõi chương trình quà tặng tri thức không ạ? Rất là nhiều, coi chương trình đầu tiên tới bây giờ. Vậy thì xem chương trình tôi đưa ra hay không? Có. Và anh thấy những câu hỏi đó như thế nào ạ? Coi như là mình coi chơi thôi chứ mình không có đăng ký vô. Nhưng mà mình tức cái sao? Tại sao có những cái câu rất là dễ mà khán giả trả lời không được? Này mình tức quá, mình phải đăng ký vô mình chơi. May mắn đây lần đầu tiên đăng ký mà lại đạt.
Thì ra từ cái sự bức xúc của mình mà anh quyết tâm anh đăng ký tham gia vào chương trình. Anh ơi, có những câu hỏi trong chương trình cũng khó và có những câu hỏi trong chương trình cũng khá là dễ. Nhưng một điều rằng đa số vị khán giả khi đăng ký gọi điện tham gia chương trình, khi mà trực tiếp trò chuyện với Đại Nghĩa Hồng Phượng trên sóng truyền hình thì cảm giác cũng rất là run. Thành ra nhiều khi vì cái sự không bình tĩnh đó mà đưa ra đáp án sai mà thôi. Còn ngày hôm nay có vẻ như anh rất bình tĩnh phải không ạ? À đúng rồi. Thế thì bây giờ mời anh lựa chọn một trong 8 logo sản phẩm của chúng tôi ở đây. À, mình sẽ chọn cái Sony. Sony, và chúng ta cùng xem phần quà dành cho anh đó là gì nào. Đầu DVD Sony thiết kế nhỏ gọn, đọc được nhiều loại đĩa, khả năng nhớ đến 6 đĩa. Và anh ơi, đây là một phần quà rất là hấp dẫn, nhưng mà phần quà này có thuộc về anh hay không còn tùy thuộc anh có đáp đúng câu hỏi của chúng tôi hay không đã. Bây giờ anh đã sẵn sàng chưa ạ? Anh đã tự tin chưa ạ? Tự tin. Đăng ký là tự tin liền á. Đúng rồi, nghe giọng nói cũng như nghe giọng cười của anh Đại Nghĩa biết rằng anh rất là tự tin. Và Đại Nghĩa nghĩ rằng câu hỏi này cũng không phải là một câu hỏi quá khó đối với anh đâu. Mời anh lắng nghe câu hỏi. Thể thơ được sử dụng phổ biến nhất trong ca dao: A. Lục bát. B. Song thất lục bát. C. Tứ tuyệt. Và D. Tự do. Anh có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho anh. Bắt đầu. Sử dụng trong phổ biến. À, mình chọn thể thơ lục bát. Anh chọn đáp án A, đó là thể thơ lục bát, đúng không ạ? Anh ơi, qua điện thoại thì Hồng Phượng có nghe thấy rằng anh đang bàn luận với một người nào đó phải không ạ? À, mấy đứa cháu thôi. Bây giờ thế này nha, anh đã chọn lục bát là một thể thơ phổ biến nhất trong ca dao. Vậy bây giờ anh có thể nào đọc cho Đại Nghĩa Hồng Phượng cũng như cho tất cả quý vị khán giả nghe một câu ca dao nào đó bằng thể thơ lục bát mà anh biết hay không? À, cái câu đốn cây ai nở gắt chồi, đạo chồng nghĩa vợ. Đạo chồng nghĩa vợ được sao nữa anh? Giận rồi lại thương. Một câu ca dao rất là dễ thương đúng không ạ? Và Phượng ơi, em có cảm thấy không? Vì khán giả của chúng ta cũng rất am hiểu về thơ ca, tục ngữ và ca dao đó. Anh Hưng ơi, cho Hồng Phượng hỏi là anh đã có gia đình chưa ạ? À, chưa, mình còn độc thân. Mình còn độc thân nhưng mà Hồng Phượng nghĩ rằng nếu sau khi lập gia đình rồi anh sẽ là một người chồng rất là tuyệt vời. Mình cũng hy vọng vậy đó. Anh ơi, và với sự hiểu biết của anh cùng với câu trả lời vừa rồi của anh thì Đại Nghĩa Hồng Phượng xin nói ngay với anh rằng xin chúc mừng. Chúc mừng đi. Nghe tiếng cười của anh thì Đại Nghĩa biết rằng bây giờ cảm giác của anh rất là sung sướng đúng không ạ? Anh có điều gì muốn nói với chương trình hay không? Thì cho mình gửi lời thăm chương trình cho tất cả chương trình, cho những người làm chương trình có mạnh khỏe. Vâng, và còn hẹn gặp lại chúng tôi trong những lần sau nữa phải không ạ? Anh Hồ Ninh, anh Hugo á. Anh Việt Ninh anh ạ, anh Quách Hồ Ninh. Với lại Đại Nghĩa. Vâng. Hồng Phượng luôn trẻ đẹp và có những bước tiến mới để làm những chương trình hấp dẫn hay hơn nữa. Xin cảm ơn anh. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào tạm biệt anh ạ. Còn bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng quay trở lại với phim trường gặp gỡ với 36 người chơi cùng với anh Quách Hồ Ninh, bước tiếp vào vòng 2 của chương trình quà tặng tri thức. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình quà tặng tri thức luôn chờ đón những cuộc điện thoại gọi vào tổng đài số 1900 1747 để đăng ký tham gia chương trình. Và quý vị có thể gọi vào tổng đài 1900 1747 vào tất cả các ngày trong tuần. Điều đặc biệt của chương trình đó là chương trình không giới hạn số lần tham gia của quý vị. Rất mong sự ủng hộ cũng như sự tham gia nhiệt tình của quý vị. Và bây giờ tôi xin được đi vào nội dung của câu hỏi vòng 2. Ở đâu có máy phát điện bằng sức gió lớn nhất thế giới? A. Nga. B. Hà Lan. C. Mỹ. Và D. Pháp. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn quyết định xem nên chọn đáp án nào. 3 giây bắt đầu. Ba giây ngắn ngủi của chúng ta đã trôi qua rồi và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 1 bạn. Đáp án B có 19 bạn. Đáp án C có
13 bạn. Và đáp án D có 2 bạn. Như vậy thì ở câu hỏi này, đáp án B có sự lựa chọn cao nhất, có tới 19 bạn. Cái nào? Có phải là đáp án B không? Đó chính là đáp án D. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì Mỹ là quốc gia có nhà máy điện phát bằng sức gió lớn nhất thế giới. Xin chúc mừng 13 bạn đã chọn đáp án C. Các bạn sẽ được bước tiếp vào vòng 3 để tranh tài xem ai sẽ là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Tôi xin nói lời chia tay với những người bạn đã không chọn đáp án C. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy chờ đợi xem vị khán giả may mắn tiếp theo là ai nào. Xin chúc mừng 13 người chơi đã trả lời thật xuất sắc câu hỏi của chương trình để bước tiếp vào vòng trong. Còn bây giờ thì Đại Nghĩa Vòng Phượng sẽ tìm xem ai sẽ là người may mắn tiếp theo trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Vậy thì anh Nghĩa ơi, anh hãy nhanh tay lên quay vòng cầu đảo đều tất cả những lá thăm để chọn ra vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Được rồi, nhanh thôi. Anh sẽ đảo đều tất cả các lá phiếu nè, rồi sau đó sẽ bắt ra một lá phiếu bất kỳ. Chắc chắn rằng tất cả mọi người cũng đang hồi hộp lắm đây. Hồng Phượng xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0885877702. Xin phòng máy cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Hồng Phượng thân mến, ở vị khán giả đầu tiên của chúng ta là một anh rất là vui tính đúng không? Mà bên cạnh đó anh còn rất là sao gọi là bình tĩnh đúng khi rồi. Mà đến với chương trình đúng của chúng rồi. Ta chính vì thế mà Đại Nghĩa thấy rằng anh ta trả lời một câu hết sức là dễ dàng đúng không nào? Đúng rồi, và Hồng Phượng cũng xin chúc cho tất cả quý vị khán giả khi đến với chương trình quà tặng tri thức cũng tự tin và bình tĩnh như thế. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình. Alo, xin chào ạ. Alo, có đây. Alo, xin chào chị hãy tự giới thiệu về mình à. Tôi là Đậm, hiện đang ở quận 11 á. Vâng, chào chị ạ. À, chị ơi, chị có thường xuyên theo dõi chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi không ạ? À? Rất là thường xuyên em ạ. Dạ, thế thì chị thường xuyên theo dõi một mình hay là chị rủ cả gia đình ngồi chung lại với nhau và cùng xem chương trình? Nói chung là cả gia đình đó. Ông xã với nữa các cháu nữa. Nếu mà như thế thì chắc chắn bây giờ tất cả mọi người trong gia đình đang ở chung bên chị đã để ủng hộ cho chị phải không ạ? Dạ đúng ạ. Thế thì bây giờ mời chị hãy lựa chọn một trong những bản logo còn lại của chúng tôi nha. Chị chọn logo nào ạ? Chọn Olympus. Olympus. Chúng ta cùng xem phần quà dành cho chị đó là gì nào. Wow, máy ảnh kỹ thuật số Olympus. Máy ảnh kỹ thuật số Olympus 210 có độ phân giải 7.1 megapixel, zoom xa 3x, màn hình LCD 2.5 inch. Chị ơi, qua điện thoại thì Hồng Phượng thấy rằng chị đã cười thật tươi trong điện thoại khi nhận được phần quà này, khi nhìn thấy những phần quà này. Và chắc chắn rằng bây giờ chị đang tự tin lắm phải không ạ? Đúng ạ. Chị hãy cố gắng trả lời thật chính xác câu hỏi của chương trình đưa ra. Khi phần quà là một chiếc mảnh sẽ thuộc về chị. Và với chiếc mảnh này hy vọng rằng chị sẽ giữ lại những khoảnh khắc thật đẹp của gia đình mình nha. Câu hỏi của chúng tôi dành cho chị như sau. Đại diện đất nước đầu tiên của châu Á đoạt giải nhất trong cuộc thi dương cầm quốc tế là đại diện của đất nước nào? Chị có 4 sự lựa chọn: A. Hàn Quốc, B. Nhật Bản, C. Singapore, D. Việt Nam. Chị sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho chị. Bắt đầu. Nhanh lên chị ơi. Mình cho đáp án B. Đáp án B. Không biết rằng chị đưa ra đáp án này có sự tư vấn của những người ở xung quanh không ạ? Có chứ, ông xã theo dõi này kỹ lắm. Nên ông còn biết cả giải này là thuộc Đặng Thái Sơn nữa đó. Wow. Chị ơi, nếu mà may mắn giành được phần quà này thì chắc chắn rằng vui không thể nào nói được rồi. Nhưng mà nếu mà chẳng may chị đáp không đúng câu hỏi này thì sao ạ? Mình cũng hy vọng là sẽ đúng đó. Và bây giờ xin mời chị lắng nghe đáp án của chương trình. Năm 1980, tại cuộc thi piano quốc tế Frederic Chopin ở Warsawa, Ba Lan, một nhạc sĩ dương cầm Á Châu đoạt giải của một trong những cuộc thi dương cầm nổi tiếng quốc tế. Đó chính là nghệ sĩ Đặng Thái Sơn của Việt Nam. Đúng rồi. Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn sinh ra tại Hà Nội và ông thường biểu diễn những bản nhạc của Chopin, Schumann, Grieg và Mozart. Hồng Phượng và Đại Nghĩa xin được chúc mừng chị.
Rồi, cảm ơn nhà Nghĩa và chị ơi, bây giờ thì hãy chị chia sẻ cảm xúc của mình với tất cả mọi người đi ạ. À. Ôi, nói chung là mình rất là vui. Ông Phượng và Đại Nghĩa. Vâng, ông Phượng Đại Nghĩa cùng tất cả những người thực hiện chương trình xin được chia sẻ niềm vui này đối với chị và gia đình. Xin cảm ơn chị và hẹn gặp lại chị trong những chương trình sau. Rồi, cảm ơn Hồng Phượng và Đại Nghĩa. Kính thưa quý vị khán giả, còn bây giờ thì chúng ta hãy một lần nữa quay trở lại với phim trường gặp gỡ Văn Quách Thôn Ninh cùng 13 người chơi bước tiếp vào vòng thi cuối cùng của chương trình Quà Tặng Tri Thức. Xin mời! Kính thưa quý vị và các bạn, tôi xin phép được mở đầu vòng 3 này bằng một câu chuyện nhỏ nhỏ thế này. Có hai cụ ông, cụ bà, họ đã sống với nhau thật là hạnh phúc suốt mấy mươi năm. Bây giờ thì cả cụ ông lẫn cụ bà đều đã trên 70 tuổi rồi, thế nhưng mà họ vẫn còn thật là hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng mà vì lớn tuổi cho nên họ gặp phải vấn đề về trí nhớ. Họ rất là hay quên, cho nên mỗi khi làm một việc gì, muốn nhớ một việc gì, họ đều phải dùng viết để ghi vào tờ giấy để cho mày nhớ, kẻo không thì quên mất. Thì tối hôm nọ, hai vợ chồng mới ngồi xem tivi, thì đang xem giữa chừng thì ông già mới đứng lên đi vào bếp. Thì cụ bà mới hỏi: Anh yêu, anh đi đâu vậy? Ông già trả lời là: Anh đi vô trong bếp một chút. Vậy hả? Thôi vậy sẵn vô bếp lấy giùm em một cái ly kem để trong tủ lạnh nha. Rau chờ một chút có liền. Thôi, anh ghi lại đi cho chắc ăn, chứ anh coi là quên đó. Không có quên được đâu mà, nhớ chắc chắn nhớ rồi. Tiện tay anh lấy giùm em mấy cái dâu luôn nha. Ghi lại đi để anh coi quên bây giờ. Không quên đâu, tôi nói chuyện nhớ là nhớ mà. Đó, thế thì ông cụ đi vào bếp. Một lát sau thì ông mới bưng ra hai món. Một món đó là thịt heo xông khói, và một món đó là vài quả trứng gà. Bà cụ mới liếc nhìn ông cụ: Hay chưa, em nói rồi không chịu ghi. Thịt heo xông khói nè, rồi trứng nè, mà không có bánh mì làm sao mà ăn. Anh lại quên nữa rồi. Câu chuyện của chúng ta là một câu chuyện nhỏ nhỏ về một cụ ông và một cụ bà, hai người hạnh phúc. Thế nhưng mà có những vấn đề về trí nhớ. Sau câu chuyện này thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu hỏi vòng 3. Chúng ta để xem ai sẽ là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng đây. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau: người phát minh ra trò chơi bóng rổ là người nước nào? A. Mỹ. B. Canada. C. Anh. Và D. Nga. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. Hết 3 giây rồi, và chúng ta hãy xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A, không có bạn nào. Đáp án B, có 9 bạn. Đáp án C, cũng không có bạn nào. Đáp án D, có 4 bạn. Chúng ta xem đáp án nào chính xác đây. Đó chính là đáp án B. Kính thưa quý vị và các bạn, người ta chơi bóng rổ lần đầu tiên ở Mỹ vào năm 1891 do James Naismith, người Canada, phát minh. Xin chúc mừng chính bạn đã chọn đáp án B. Các bạn đã là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Và xin chia tay với những người bạn đã không chọn đáp án B. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Còn bây giờ thì kính thưa quý vị khán giả, quý vị hãy lắng nghe xem
tiếp theo đây có phải là số của quý vị không? Nào, mời. Chính người bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Và thưa tất cả quý vị và các bạn, bây giờ Hồng Phượng và Đại Nghĩa sẽ không đợi để cho mọi người đợi lâu hơn nữa. Hồng Phượng sẽ quay ngay vòng cầu và chọn ra phiếu thăm may mắn thứ ba của chương trình ngày hôm nay. Mời Hồng Phượng. Và đây là phiếu thăm may mắn thứ ba của chương trình. Xin mời anh Nghĩa. Ai sẽ là người may mắn cuối cùng đây? Thưa quý vị, đó là chủ nhân của số điện thoại 0896717. Xin mời phòng máy giúp chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Anh Nghĩa ơi, trong mỗi chương trình quà tặng tri thức thì Hồng Phượng thấy rằng anh Quách Hồ Ninh của chúng ta lại đưa ra một câu chuyện rất là vui để tạo ra một không khí thoải mái hơn cho tất cả các bạn. Và Hồng Phượng thấy rằng anh Quách Hồ Ninh của chúng ta là một người đàn ông rất là hài hước. Và còn gì nữa nha anh Nghĩa? Nói cho Hồng Phượng biết nha, anh Quách Hồ Ninh vốn là một diễn viên sân khấu. Và khi thể hiện một vai diễn trên sân khấu làm khán giả cười thì theo anh Nghĩa nó dễ hơn là khi đứng một chỗ và kể một câu chuyện làm sao cho người ta cười. Bởi vì có những câu chuyện em công nhận không, là khi mình đọc trên sách, đọc trên báo thì mình thấy rất là mắc cười. Nhưng mà khi mình kể lại câu chuyện đó bằng lời nói của mình thì không ai cười hết trơn á. Chính vì thế anh Quách Hồ Ninh có một cái duyên khi kể chuyện cho mọi người nghe, làm cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn và cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đó là một điều mà anh Nghĩa rất là khâm phục anh Quách Hồ Ninh đó. Và dù sao đi chăng nữa thì Hồng Phượng và Đại Nghĩa cũng rất là vinh dự được làm việc chung với anh Quách Hồ Ninh. Không biết là anh Quách Hồ Ninh của chúng ta bây giờ có đang theo dõi chương trình quà tặng tri thức hay không? Nếu mà có thì chắc chắn rằng anh Quách Hồ Ninh đang cười tít mắt vì những lời khen tặng của Đại Nghĩa và Hồng Phượng thôi. Còn bây giờ thì Hồng Phượng và Đại Nghĩa xin mời anh Quách Hồ Ninh cùng làm quen với vị khán giả may mắn thứ ba của chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả may mắn thứ ba của chương trình. Yeah. Xin chào bạn ạ. Bạn hãy giới thiệu tên cũng như công việc hiện tại của bạn nha. Dạ, em tên là Huỳnh Thanh Đào. Sở thích của em là nghe nhạc và viết giấy Bạn Đào đúng không ạ? Bạn thân mến, đường dây điện thoại của chúng ta hình như không được tốt lắm. Chính vì thế bạn hãy cố gắng nói thật to lên nha. Và bây giờ, Đại Nghĩa mời bạn hãy lựa chọn một trong 8 bảng logo ở đây. Dạ, em chọn bảng ID ạ. Bạn chọn bạn chọn logo nào ạ? Idea. Và phần quà dành cho bạn đó là bộ sản phẩm gia đình lò vi ba Hitoshi, máy hút bụi Hitoshi và máy sấy khô di động Hitoshi. Wow, phần quà rất là hấp dẫn với con Hồng Phượng, rất là nặng ký nha, có tới 3 sản phẩm trong phần quà này của bạn lận. Chính vì thế bạn ơi, hãy cố gắng trả lời thật chính xác câu hỏi này nha. Và bạn hãy nhớ rằng trả lời thật sớm, bởi vì đường dây điện thoại chúng ta không tốt lắm, đừng để hết thời gian thì khi đó bạn sẽ không còn quyền trả lời nữa thì tiếc lắm. Bà có nghe Đại Nghĩa nói rõ không ạ? Dạ, nghe ạ. Rồi, mời bạn lắng nghe câu hỏi. Tác giả của tiểu thuyết nổi tiếng Trà Hoa Nữ là ai? A. Lỗ Tấn, B. Lev Tolstoy, C. Victor Hugo và D. Alexander Dumas. Còn 10 giây dành cho bạn suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. Bắt đầu! Dạ, em chọn đáp án B ạ. Đáp án B phải không ạ? Dạ. Đó là Lev Tolstoy đúng không ạ? Vâng ạ. Bạn có muốn thay đổi quyết định của mình không? Hết giờ rồi. Giờ có muốn thay đổi cũng không còn kịp nữa. Nhưng mà Hồng Phượng nghĩ rằng khi đưa ra câu trả lời thì chắc chắn rằng bạn của chúng ta cũng đã suy nghĩ rất là kỹ. Nhưng mà có đúng hay không thì phải tùy thuộc rằng bạn còn may mắn hay không đã. Mời bạn lắng nghe đáp án của chương trình. Trà Hoa Nữ là tiểu thuyết nổi tiếng của Alexander Dumas, còn gọi là Dumas con, người Pháp. Ông là con trai của đại văn hào Alexander Dumas, Dumas cha. Câu chuyện kể về mối tình bất thành của chàng trai nhà giàu Duval với cô kỹ nữ Marguerite. Tác phẩm đã đưa tên tuổi của Alexander Dumas lên đỉnh cao danh vọng. Dumas đã viết tác phẩm này khi mới 24 tuổi. Trà Hoa Nữ được dịch ra nhiều thứ tiếng, xuất bản ở rất nhiều quốc gia và được chuyển thể thành kịch bản và công diễn hàng trăm lần. Như thế, đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án D, Alexander Dumas còn. Rất tiếc đáp án của bạn đưa ra đã không trùng khớp với đáp án của chương trình. Và phần quà hấp dẫn này có lẽ là phải đợi trong những lần sau. Vì vậy Hồng Phượng và Đại Nghĩa xin chúc bạn sẽ tự tin hơn trong những lần sau khi đến với chương trình quà tặng tri thức, được không ạ? Alo. Có lẽ rằng do một số trục trặc kỹ thuật gì đó mà bạn của chúng ta đã cúp máy mất rồi. Vâng, dù sao cũng xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Thưa quý vị khán giả, chương trình quà tặng tri thức ngày hôm nay của chúng ta với 3 vị khán giả may mắn thì có hết 2 người được trúng thưởng rồi. Đó là một điều hết sức đáng mừng. Còn bây giờ thì Đại Nghĩa
cả những người thực hiện chương trình xin được nói lời chia tay với quý vị khán giả. Trước khi chia tay với chương trình thì đại diện cho những người thực hiện, chúng tôi xin cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Và những quý vị khán giả nào đã trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay, đừng quên liên lạc với công ty cổ phần Lasta số 23 đường Phùng Khắc Khoan, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để nhận phần quà dành cho mình. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình quà tặng tri thức tuần sau, phát sóng vào tối thứ tư, tối thứ sáu lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.